bố em thì lại làm trong quân đội nữa, không biết bố có xem được chương trình này không, nhưng mà thực sự là bố em thì là một người rất là tình cảm nhưng mà bố cũng rất là nghiêm khắc. Bố thì rất là muốn là con gái là kiểu cũng phải ngoan ngoãn rồi là mọi thứ phải nề nếp rồi quy củ các kiểu, nên là khi mà mình có người yêu thôi là bố cũng đã phải rất là kiểu để ý xem là người yêu mình là người như thế nào này, có phải là kiểu chơi bời bad boy các kiểu không, tháo phải cưới luôn. Thế là nó kiểu rất là kiểu cưới gấp đó, cưới gấp thì rất là nhiều người người ta nghĩ là bọn em cưới chạy bầu nhưng mà thực chất không phải như vậy, bọn em cưới do ông thầy bói ạ. Có nghĩa là ông thầy bói mà là muốn bền vững tình yêu này, xong rồi hai vợ chồng tốt nhất thì phải làm cưới, đám cưới ngay sau một tháng rưỡi nữa. Bọn em cái gì bây giờ chưa có chuẩn bị một cái gì cả, mà một tháng rưỡi sau là bọn em làm cưới vào giữa tháng 6 hè. Nó gọi là nóng khủng khiếp. Ở nhà ra ngoài đường là hai con người khác hẳn nhau luôn. Ở nhà trông kiểu nói chung là nhìn không nhận ra đấy là kiểu hot boy hay là cái gì đấy cả, trông rất là kiểu buồn cười. Mà hồi đấy em vẫn nhớ là ảnh trong điện thoại của em lưu rất là nhiều ở nhà trông chồng em kiểu buồn cười, mà cảm giác là hồi đấy mà áp chắc mọi người sẽ không thể nhận ra đấy là kiểu cái người mà mọi người vẫn hay nhìn thấy ở trên mạng. Chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận, xin chào tất cả quý vị khán giả và xin chào tất cả những quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em xin được tự giới thiệu, em tên là Kiên Hoàng, hiện tại thì vợ chồng em đang sinh sống tại Hà Nội và công việc chính của bọn em là kinh doanh và làm content creator, còn đây là bà xã của em là Lan Hoàng. À, em có thể nói chút xíu về content creator là gì ạ? Có nghĩa là bọn em là những người làm sáng tạo nội dung ạ. Bọn em có thể làm sáng tạo nội dung ở trên mạng. Ngoài ra thì bọn em có sáng tạo nội dung thêm nữa về các sự kiện. Hoặc là hiện tại công việc chính của bọn em đang hoạt động chính ở trên Facebook với cả YouTube. Vâng, em xin chào tất cả các vị khán giả và xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân ạ. Năm nay thì bọn em bằng tuổi nhau là 29 tuổi. Và bọn em, như chồng em có nói thì là bọn em đến từ Hà Nội. Bọn em cưới nhau đến năm nay là năm thứ tư rồi và đã có một em bé. Và em bé của nhà em năm nay là vừa tròn được 3 tuổi. Thực sự là ngày hôm nay thì khi mà đến đây thì bọn em đúng là rất là hồi hộp. Vì từ lúc mà bọn em cưới nhau đến bây giờ thì đây mới là lần mặc lại áo cưới lần đầu tiên. Vâng, nên là rất là hồi hộp ạ. Em bé của em là cái gì Hoàng? Hoàng Phương Hải Chi ạ. Chi, vâng, chị là Chi Hoàng. Vâng. Vâng. Em bé, như anh được biết là em bé là còn có một cái nickname ở trên mạng đó là gì bé gì? Bé Cam Cam ạ. Bé Cam Cam. Bé đó là đăng là gọi là hot ở trên mạng đó nha. Vâng, cũng rất là may mắn với là được sự ủng hộ của mọi người, nên là em bé nhà em cũng nhận được sự yêu quý ở trên mạng ạ. Vâng. Bé xinh lắm luôn á. Và bây giờ bé có khoảng hơn 400.000 người follow. Xinh lắm. Đây là một gia đình nhỏ hot trên mạng xã hội nha. Tụi em từ mới bay Hà Nội vô đây. Vâng ạ, vâng, được mấy không? Hôm ạ. Vâng. Trời ơi, quý hóa quá. Gia đình Vợ Chồng Son mình phải cảm ơn các bạn trước đã. Gia đình Vợ Chồng Son xin cảm ơn gia đình bạn Tam Hoàng. Đúng không? À, vậy thì bây giờ em có thể chia sẻ cho chương trình biết rằng là các em quen nhau như thế nào? Hồi đấy là bọn em đang làm về cửa hàng thời trang. Chồng em thì cũng có một cửa hàng thời trang và em cũng vậy. Xong đấy thì chính xác ra thì là được bé nhân viên của cả em và của chồng em giới thiệu. Nên là bọn em quen nhau qua như thế ạ. Kiểu lúc mới quen nhau thì thực sự là bọn em cũng không có ấn tượng gì nhiều với nhau lắm. Hồi em gặp Loan lần đầu tiên là hồi đó tóc ngắn này, cũng ngắn tầm như vậy. Nhưng mà lại rất là vàng. Sau đó thì mắt lại kiểu đeo len màu xanh, xong rồi môi rất là đỏ. Và thật sự thì kiểu như là em thì em không thích những người con gái mà trông kiểu cute đáng yêu kẹo ngọt như vậy đâu. Vâng, em lại thích kiểu hơi chững chạc một chút. Còn ngược lại thì Loan lại kiểu hồi đó thì em rất là gầy và để kiểu tóc lắm, cũng kiểu tóc Hàn Quốc kiểu dài ấy ạ. Thật ra cũng không phải là gu của vợ em. Cho nên là lần đầu tiên gặp nhau và đi ăn xong thì về thì hai người cũng bẵng đi, cũng không có liên lạc gì. Bao lâu thì mới gặp nhau lại? Khoảng 2 tháng ạ. 2 tháng sau, lý do cơ duyên nào lại gặp lại? Em nhớ là tức là sau cái buổi hôm đấy về thì vẫn có nhắn tin qua lại gọi là kiểu xã giao thôi. Thế xong rồi dần dần là vì có bạn chung nữa, cũng có bạn chung nữa nên là thỉnh thoảng bạn bè cũng rủ đi chơi cùng. Thế là lại kiểu phải cơ duyên lại phải gặp lại lần nữa. Khi mà gặp lại lần nữa thì bắt đầu kiểu lúc đấy thì bọn em đều là đang độc thân. Là bọn em cũng bảo là thôi cứ thử cho nhau cơ hội xem như thế nào và cũng bắt đầu tìm hiểu và thử làm quen với nhau lại một lần nữa. May là có lần gặp lại nhau lần nữa nên là bọn em mới quyết định là tiến tới cái việc là yêu nhau xong rồi cưới nhau. Vậy thì hai em có gặp lại để cùng mà mở chung một cái sống? Cái đó chính là cái yếu tố mà cấu thành nên bọn em bây giờ. Có nghĩa vào khi mà bọn em yêu nhau được khoảng 4 tháng thì bọn em thấy rằng là mỗi người đi theo hai con đường như vậy riêng ấy thì thật ra nó sẽ không có sự gắn kết lâu dài. Chính vì vậy mà em thấy rằng là em sẽ bỏ cửa hàng của em đi. Và cái cửa hàng cũ của Loan vẫn giữ, nhưng mà bọn em sẽ dồn vào bọn em mở một cái cửa hàng khác to hơn gấp đôi cái cửa hàng mà Loan đang có. Hồi đó bọn em thật sự là kinh tế cũng chưa vững vàng như bây giờ đâu. Bọn em nhiều việc là vẫn phải tự tay làm, từ cái việc là đi mua bao xi măng như thế nào, từ cái việc mà đi chở một cái giá sắt như thế nào là hoàn toàn là mình phải tự chở cho nó tiết kiệm. Bên cạnh đó thì cái việc mà khi mà bọn em thuê một cái cửa hàng to là bọn em xác định với nhau là bọn em sẽ quyết định đi tới sống thử. Có nghĩa bọn em sẽ thuê một cái nhà mấy tầng mà bọn em sẽ ở trên tầng trên cùng luôn. Đó thì thật ra là khoảng thời điểm đó khi mà hai gia đình thấy bọn em có một cái quyết định là sẽ làm chung và sống thử thì cũng hỏi bọn em là đã suy nghĩ kỹ chưa? Tại vì thực chất là bọn em chỉ mới
quen nhau được 4 tháng. Nhưng mà thâm tâm của hai đứa thằng già ok, biết rằng là đây chính là cái người mà mình có thể gìn giữ được. Chính vì vậy mà bọn em đã đặt cho nhau một cái niềm tin tưởng tuyệt đối. Thậm chí đến bây giờ sau 5 năm cưới, bọn em vẫn hoàn toàn chung về kinh tế. Bọn em không có cái sự kiểu quỹ đen của anh, quỹ đen của vợ hay là như thế nào cả. Chính vì vậy mà sau bọn em đã sống thử với nhau 8 tháng. Thật sự là trong quá trình sống thử bọn em mới vỡ lẽ ra được nhiều điều. Thật ra là cuộc sống vợ chồng nó cũng sẽ như vậy. Nó không màu hồng như cái việc mà chúng ta hồi còn yêu nhau, đưa nhau đi ăn ngon, đưa nhau đi xem phim, đưa nhau đi mua đồ đẹp. Nó không chỉ đơn giản là như vậy mà nó là sinh hoạt cuộc sống hàng ngày nữa. Nhưng mà thật sự là sau 8 tháng sống thử thì bọn em thấy rằng là hợp và nó là một cái quyết định chính xác. Chị muốn hỏi em, chứ lúc đó gia đình em đối với cái quyết định của em á, thì các cụ phản ứng như thế nào? Thì là em cũng tự lập từ rất là sớm. Tại vì là cái quyết định khi mà sau khi ra khỏi cánh cửa trường đại học ấy, thì em đã xin bố mẹ đi một cái ngã rẽ mà thực sự là bố mẹ lúc đấy thì cũng ngăn cản rất là nhiều. Bởi vì là bố mẹ thì muốn là mình phải đi theo đúng cái đường mà bố mẹ đã vẽ ra cho mình rồi. Bố em thì lại làm trong quân đội nữa, không biết bố có xem được chương trình này không, nhưng mà thực sự là bố em thì là một người rất là tình cảm nhưng mà bố cũng rất là nghiêm khắc. Bố thì rất là muốn là con gái là kiểu cũng phải ngoan ngoãn rồi là mọi thứ phải nề nếp rồi quy củ các kiểu. Nên là khi mà mình có người yêu thôi là bố cũng đã phải rất là kiểu để ý xem là người yêu mình là người như thế nào này, có phải là kiểu chơi bời bad boy các kiểu không. Thì bọn em cũng xin phép là bây giờ để cho tiện cho công việc thì bọn con sẽ ở đây luôn, ở tại cái cửa hàng mà bọn em mở luôn. Và tất nhiên là bố mẹ cũng không bảo là bọn mày sống thử đi hay như nào, nhưng mà bố mẹ cũng bảo là thôi được rồi, thiếu cái gì thì về nhà mà lấy. Thế là bọn em cũng như thế, bọn em cũng khá là bất ngờ. Không ủng hộ và cũng không ngăn cản. Không ủng hộ kiểu một cách kiểu như là thúc đẩy đâu. Nhưng mà thật ra là các cụ rất là tâm lý, đồng ý ngầm. Em cảm thấy rất may mắn khi bố mẹ vợ em là những người tuyệt vời. Thì nói thêm một chút là cái ngày đầu tiên mà bọn em sống thử ấy, chính mẹ vợ em là người trải ga giường cho bọn em trong cái ngày đầu tiên đó. Trông vẫn nhớ. Anh vẫn nhớ. Tâm lý. Nó còn màu xám luôn á. Em còn chụp lại để làm kỷ niệm. Và trong tụi em là sống thử với nhau 8 tháng là đám cưới đúng không? Và em cũng xin phép hai gia đình là thôi bây giờ bố mẹ cũng đã rất là tin tưởng thế rồi thì bọn con cũng xin phép là cuối năm sau thì bọn con sẽ làm đám cưới. Thế thì bố mẹ bảo là thì thôi được rồi, thì để bố mẹ đi xem ngày các kiểu để chuẩn bị từ giờ đến cuối năm làm đám cưới. Định là tháng 11 cưới thì tháng 4 bọn em đi du lịch về cái thì bố mẹ đi cũng là kiểu ra Tết thì bố mẹ đi gọi là xem đầu năm thôi. Thế thì thầy cũng bảo là kiểu cuối năm thì không đẹp thì bây giờ sang tháng là phải cưới luôn. Thế là nó kiểu rất là kiểu cưới gấp đó. Cưới gấp. Thì rất là nhiều người người ta nghĩ là bọn em cưới chạy bầu nhưng mà thực chất không phải như vậy, bọn em cưới do ông thầy bói ạ. Có nghĩa là ông thầy bói mà là muốn bền vững tình yêu này, xong rồi hai vợ chồng tốt nhất thì phải làm đám cưới ngay sau 1 tháng rưỡi nữa bọn em. Cái gì bây giờ? Chưa có chuẩn bị một cái gì cả mà 1 tháng rưỡi sau là bọn em đám cưới vào giữa tháng 6 hè. Nó gọi là nóng khủng khiếp. Khủng khiếp luôn. Có kịp chụp bộ ảnh cưới không? Không. Đây thế này, tức là bọn em đi du lịch thì bọn em cũng bảo là thôi trêu là từ giờ đến cuối năm thì mình còn sẽ kiểu gì mình sẽ đi du lịch nhiều nơi, mỗi chỗ đến thì mình kiểu làm một tí ảnh kiểu sau này mình xem lại để mình làm kỷ niệm thôi. Thế thì cái bộ ảnh đấy bọn em đi sang Thái Lan và đi sang biển thì lúc đấy cũng tình cờ gặp một người bạn đi cùng, thế là bọn em cũng nhờ anh ý là chụp lại điện thoại thôi và chỉnh điện thoại. Thì bộ ảnh đấy khi mà về gấp quá về cái bố mẹ bảo cưới luôn, thế là dùng ngay cái bộ ảnh chụp bằng điện thoại đấy để làm ảnh cưới luôn. Bộ ảnh đó thật ra là không phải đồ đẹp như bọn em đang mặc hiện tại đâu, mà là chỉ là kiểu vợ em mặc một cái váy trắng bình thường và đeo một cái ăn nhỏ nhỏ ở trên, còn em thì mặc một cái áo phông trắng và một cái quần dài vàng vải màu trắng thôi. Rồi hai vợ chồng kiểu đạp xe đạp xiếc rồi kiểu đi bãi biển chụp bằng điện thoại và chỉnh sửa bằng điện thoại luôn. Nhưng mà chẳng ai ngờ cuối cùng nó lại là cái bộ ảnh của đám cưới của bọn em, và chính xác là cho đến hiện tại là bọn em chưa có một bộ ảnh cưới tử tế. Nhưng mà bù lại em có được một bộ ảnh hết sức là ý nghĩa đúng không? Vâng, thật sự rất là ý nghĩa. Vâng, như vậy bây giờ anh muốn hỏi là sau 4 năm các em ở chung với nhau và có bé Cam Cam, rồi bây giờ anh ấy đây một chàng hot boy nè, vậy thì anh ấy có tật xấu gì không? Tật xấu em nghĩ là ai cũng phải có tật xấu cả, không thể không có tật xấu được, bởi vì là nếu mà không có tật xấu chắc không phải dành cho mình. Đó thì bây giờ sẽ là lúc để mà chúng ta nói về những điều đó. Khi mà là ấn tượng đầu tiên của em về chồng em thì là một người kiểu một chàng trai rất là trải chuốt, gọi là chỉnh tề từ đầu đến cuối luôn, nói chung là rất là trau chuốt về vẻ bề ngoài. Thế nhưng mà khi mà bọn em bắt đầu sống thử này xong rồi cưới nhau này thì thấy rằng là thực ra là nó không như vẻ bề ngoài như thế. Ở nhà với ra ngoài đường là hai con người khác hẳn nhau luôn. Ở nhà trông kiểu nói chung là nhìn không nhận ra đấy là kiểu hot boy hay là cái gì đấy cả, trông rất là kiểu buồn cười. Mà hồi đấy em đến em vẫn nhớ là ảnh trong điện thoại của em lưu rất là nhiều ở nhà trông chồng em kiểu buồn cười, mà cảm giác là hồi đấy mà áp chắc mọi người sẽ không thể nhận ra đấy là kiểu cái người mà mọi người vẫn hay nhìn thấy ở trên mạng. Bây giờ nấu ăn sao, được thích nấu ăn không? Chồng em nấu ăn thì rất là ngon. Phải nói là nấu giỏi đi. Đấy, tại vì là mình là con gái mà nhiều khi mình còn cảm thấy là thua xa luôn ấy. Nấu ăn mà có bày, có bày bừa hay không? Có bừa bộn hay không? Có. Đó là bừa bộn đó. Trời ơi, nói chung là lúc đầu thì mình cảm giác là đồ ăn ngon thì thích rồi, nhưng mà
nhìn cái bãi chiến trường thì đúng là cảm giác là đúng là mình ăn là mình nhục. Yeah. Rồi, rồi, rồi. Hai cái đều bừa bộn hết rồi. Còn gì nữa? Còn gì nữa nhỉ? Có nóng tính không? Hết rồi. Có nóng tính, có gia trưởng không? Nóng tính không? Không bảo gia trưởng thì không đúng chính xác đâu, nhưng mà kiểu cũng khá là nóng tính. Gặp chuyện gì mà không vừa ý một cái là cũng thể hiện thái độ ra ngay luôn bên ngoài. Thể hiện sao đâu? Hét lên hay như thế nào? Không, chồng em thì sẽ là hai kiểu có bẩn ấy, tức là kiểu gặp một cái chuyện gì mà cảm giác là không thấy vui hay không thấy thoải mái thì sẽ là kiểu như là ai đụng vào cũng cảm thấy rất là khó chịu ấy, kiểu như vậy. Còn gì nữa không? Để em nghĩ thêm. Rồi, còn Kim. Thật ra nếu mà nói tính xấu của vợ em thì có một cái tính mà em thật sự là em cũng không biết là nó xấu hay là nó tốt nữa. Vợ em là một người gọn gàng quá mức. Gọn gàng quá mức vì đây, ví dụ như là cái lọ hoa trên bàn này nhá, mà nó đang hơi lệch một xíu, vợ em kiểu ấy xoáy lại nó một chút, trông như nó phẳng phiu, nó gọn gàng nên các thứ. Cho nên là đôi khi thật ra là tính mình, nhiều hôm mình mệt rồi về kiểu như là mình vứt quần áo hơi linh tinh một chút này, hoặc là túi hoặc là mũ hoặc là giày các thứ mình cởi ra chẳng hạn. Thật sự là tính em cũng hơi bừa nữa, cho nên là đôi khi vợ em mà khi mà sắp xếp các thứ, mọi thứ nó quá chỉnh chu, mình lại có cảm giác thì nó hơi bị gò bó. Đó, ngoài ra thì có một cái tính nữa mà bây giờ có vẻ như là cũng đã khắc phục được hơn rồi, đấy là việc mà khi mà vợ em chuẩn bị ra đường thì cũng đã nhanh hơn. Ngày xưa rất là lâu, khoảng tầm tiếng rưỡi 2 tiếng chết. Đầu tóc make up quần áo là lượt, mặc bộ này không được thay bộ khác, mặc quần này cũng được thay bộ khác. Nhưng mà đúng là bình thường, nhưng mà thật ra là chúng ta cần phải có một cái sự chuẩn bị ạ. Và ví dụ như là hẹn 8 giờ thì thôi mình cứ dậy, biết là mình lâu rồi thì khoảng tầm 6 giờ là phải dậy rồi. Nhưng mà lại thì vợ em lại kiểu tầm 7 giờ mới dậy chẳng hạn, thì nó lại không đủ cái khoảng thời gian đấy. Em lại là một người cực kỳ đúng hẹn và em cực kỳ ghét sai hẹn. Em ghét lắm. Cái lần đó mà bọn em có một cái cuộc hẹn gì đấy thì cái lúc đấy nó gần đến giờ hẹn rồi, thì bắt đầu bà này bà mới đi make up, bà mới đi sấy tóc, bà mới làm tóc, thì mình ok thôi thì nhanh nhanh một tí thì cũng được. Xong rồi mặc đồ vào, đến cái khâu mặc đồ mới là khâu bực mình. Có nghĩa là không hiểu tại sao hôm đấy tâm trạng của vợ em có vấn đề gì nữa ấy, mà nhất quyết là phải mặc cái áo đấy. Nếu mà không, trong trường hợp mà không tìm ra thì đi mặc một cái khác đi. Nhưng không, nhất quyết là phải mặc cái rất là ngang lắm. Cuối cùng thì cũng không tìm ra, và cái giờ hẹn thì cũng đã qua mất rồi. Và thật sự thì lúc đấy thì tâm trạng chẳng còn gì muốn đi nữa. Và cuối cùng thì thôi, ở nhà. Thế là cãi nhau. Hôm đấy mình cũng cãi nhau to. Cũng cãi nhau to, và đấy là hình như là lần đầu tiên mà em cãi nhau to. Cãi nhau to lắm mà em nhớ là hình như em còn ném vào điện thoại. Nhưng mà bây giờ thì từ ngày có em bé thì vợ em cũng đã nhanh gọn lẹ hơn rất là nhiều rồi. Rồi bây giờ thì Kim Hoàng có muốn vợ mình thay đổi điều gì không? Thật ra thì ở thời điểm hiện tại thì em muốn vợ em cứ giữ nguyên là vợ em như thế này. Hiểu chồng hơn nữa ở đây là đôi khi đàn ông chúng tôi cũng có những cái thú vui nhất định. Thì hiểu cho bọn tôi, ví dụ như là em là một người rất yêu công việc chẳng hạn, thì đôi khi chẳng may mà có vì công việc mà hơi vô tâm với gia đình một chút thì cũng bỏ qua. Tại vì là hiểu đấy là cái sở thích của chồng nữa. Rồi còn Loan? Em thì chỉ có đúng một điều duy nhất, đấy là em muốn là chồng em trong mọi việc thì sẽ suy nghĩ kiểu tích cực hơn. Vì là chồng em nhiều khi là nhìn mọi việc nó sẽ theo một cái chiều hướng hay bị tiêu cực. Nên là em thì em muốn là hãy sống và suy nghĩ tích cực hơn, để cho mình luôn luôn cảm giác là nhẹ được nhẹ đầu ấy. Vì là chồng em lúc nào trong công việc nào cũng muốn là phải chu toàn, và kiểu mọi thứ là phải kiểu tốt nhất như nào đấy, là nó thành một cái áp lực cho mình. Vì em bản thân em là một người rất là tích cực, nên là em cũng muốn là những cái người xung quanh em luôn luôn phải một nguồn năng lượng tích cực. Tức là chồng cầu toàn quá phải không? Cái gì em cũng muốn nó phải hoàn hảo. Em cầu toàn lắm, thật sự là cái đấy là cái là em ghi nhận luôn. Em là muốn tất cả mọi việc là việc của em là phải tự tay em làm. Mà đã tự tay em làm là em phải đạt được cái kết quả tốt nhất. Cho nên là đôi khi khi mà mình không đạt được cái kết quả như mình mong muốn là em hay bị kiểu dằn vặt ấy. Dằn vặt xong rồi bị suy nghĩ, xong rồi bị ảnh hưởng bởi cái điều đó. Cho nên là nhiều khi chính vì cái tính đấy của mình nó lại ảnh hưởng đến cái bầu không khí xung quanh. Thì cái này thì vợ em cũng có nói và cũng có thì, ý với thì, em rồi. Thì ý chị hỏi như vậy để chị hỏi em là cái mong muốn của vợ em vậy, em cảm thấy là cũng đúng em ạ. Có đáp ứng đúng là một chuyện, nhưng mà em có thể đáp ứng được cái điều mà vợ em mong muốn không? Có. Có, nói chung là những cái điều mà vợ mong muốn thì mình cứ đáp ứng thôi. Đúng rồi. Có gì đâu. Tại vì thực ra cái điều mong muốn của vợ em là tốt cho em. Vâng ạ. Tốt cho vợ thì ít, mà tốt cho em thì nhiều. Vâng. Ôi, cặp đôi này quá đẹp đôi rồi. Xin cảm ơn Kiên Hoàng, Loan Hoan đã đến đây đến với chương trình Vợ Chồng Son và chia sẻ những câu chuyện về gia đình em. Vâng ạ. Em cảm ơn chị ạ. Vâng ạ. Rồi, cảm ơn tụi em nha. Dạ, xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên Văn Tú, em đến từ Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Năm nay em 28 tuổi, nghề nghiệp em buôn bán. Thế còn em? Em tên là Thanh Lan, năm nay em cũng 28 tuổi. Thì công việc của em hiện tại là em phụ chồng buôn bán với làm nội trợ thôi. Kể tôi nghe đi, hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Bọn em học chung từ cấp 2, khoảng 11 tuổi là đã gặp nhau rồi. Rồi, thêm 2 chút mã nữa. Ủa hả? Nhưng mà lúc đó là nhỏ thì mình không có để ý gì đâu. Mình chỉ thấy bạn này trong lớp á là rất là hung dữ trên đá. Thì... phải không? Lan dữ luôn hả Lan? À, dạ em hung dữ, nhưng mà không phải hung dữ với đối tượng khác thôi, chứ không có liên quan đến anh này. Rồi sao? Thì mới phát biểu là sau này mà ai lấy cô này chắc tới số rồi. Bữa đó vô tình nói mà ông bụng đi ngang. Rồi tới số. Rồi sao?
cái lúc em gặp vợ em có xinh như bây giờ? Nhìn được thôi anh ơi. Được thôi. Dạ được thôi. Vậy thì lúc mà em gặp ông này, ông có xinh như bây giờ? Chồng em á, trong mắt em lúc đó là không có ấn tượng gì hết trơn á. Tại vì chồng em lúc đó mà đen nè, xấu trai nữa, nhìn lôi thôi lắm. Chưa hết đâu, tính ổng nhát gan lắm, mà ổng mít ướt nữa, hay khóc lắm. Bạn bè mà chọc ảnh một chút xíu là anh đã khóc rồi. Sau này anh còn kể em á, hồi nhỏ anh hay nuôi vịt lắm em, cứ mỗi lần mà mấy con vịt nó đi mất là anh đi khóc. Nên là cứ mỗi lần người ta thấy anh khóc là người ta biết anh đang mất vịt. Mà đặc điểm là ảnh học dở lắm. Mà em thì là em thì cũng thuộc diện là con ngoan trò giỏi trong lớp nên là không chơi. Vậy sao thích được? Dạ thật ra là chuẩn bị vô đại học luôn. Thì lúc đó mình mới có tình cảm thôi chứ trước đó là em không có yêu anh này. Lý do gì mà có tình cảm với anh này? Qua cấp 3 thì học khác lớp nhưng mà chung một trường. Thì cái bạn lớp hồi cấp 2 á, mà đi sinh nhật thì anh đi chung á. Thì đi trên xe thì em cũng nói chuyện qua lại. Thì em nói là về, giờ này chắc về nhà ba la. Thì vợ em mới nói là có ba la là vui rồi. Đây là em muốn còn không được. Thì em thấy gì em cũng thương. Em là ba mẹ là chia tay từ nhỏ thôi. Rồi lúc đó là bắt đầu để ý anh. Để ý. Đúng rồi. Rồi tấn công. Chưa đâu anh ơi, mới để ý thôi, mình chỉ dầm lén rồi thôi. Xong hết cấp 3 luôn, bạn này cũng không để ý em đâu. Lên đại học cục trung tỉnh thì em mới là xin địa chỉ nhà trọ qua thăm đủ uống nước đi dạo rồi. Thì đi được tới 14 tháng 2 thì em có tặng vợ một bó bông mà vợ em thì không hiểu ý nghĩa. Không, em kể cho chị này buồn cười lắm. Ông rủ em đi chơi thì em cũng nghĩ là bạn bè thì đồng hương rủ nhau đi chơi thôi. Thì em thấy lúc mình đi lại thì trên xe có một cái bông thì em cũng không hỏi đến nữa. Cái đi chơi về cái anh đưa bông này tặng Lan nè. Em hỏi sao tự nhiên tặng Lan bông hồng làm gì vậy? Cái bạn này nín thinh là quay xe đi về luôn. Em cầm bông hồng em đi vô, em đi tưng tưng vô nhà trọ mà dạng không có nâng niu, em cầm bông hồng em quay gì vậy. Cái em đi vô tới nhà trọ, có mấy chị nhà trọ mấy chồng nói thằng nào thương em nó tặng bông hồng em vậy. Nó em gân cổ em kể lại mấy chị nhà trọ. Em chắc chắn một điều là cái thằng này nó không có ý nghĩa em hết á. Chẳng qua là nó thấy bông đáng bán đầy đường thì nó mua đưa em thôi. Mấy chị cứ chọc bảo là chắc chắn là thằng này có tình cảm với em. Nhưng mà em không tin, lúc đó em chỉ nghĩ là giữa em với bạn em là ngoài cái tình bạn cũ thì không có gì hết. Chứ không hiểu cái ý anh này. Còn ý anh là sao? Thì nói chung là mình cũng ý mình mới tặng bông chứ chị. Sao tặng bông sao cái ông bỏ chạy là sao không biết nữa. Không có cỡ em là nhát gái mà. Hồi xưa là học phổ thông là không giờ chi mà nữ nào đâu. Bông hồng là muốn thay lời muốn nói đấy. Dạ đúng rồi chị. Là bông hồng là màu đỏ đúng không? Dạ màu đỏ vậy. Trời vậy mà không hiểu tình yêu đó. Tới bao lâu thì em mới hiểu được vấn đề và hai em yêu nhau? Sau đó là tới ngày 8 tháng 3 thì anh cũng ngủ đi chơi. Anh cũng tặng cho bó bông bự đó. Thì cũng không nói gì, đi về nhà. Tới khi tối về thì em mới thấy anh này, anh nhắn cho em một tin nhắn. Đang làm bạn gái túi ra. Em cầm, em đọc tin nhắn mà em hết hồn, cái điện thoại rớt dưới đất luôn. Đâu ủa gì kỳ vậy trời, sao kỳ vậy, sao tự nhiên là nhắn vậy. Thì em không có dám nhắn lại. Em bỏ điện thoại xuống luôn, không làm dám làm gì với cái điện thoại đó hết. Sợ điện thoại tưởng tú không. Giống như là cái tin nhắn nó trên trời rơi xuống sợ lắm luôn. Bảo có sao kỳ, nói chung là bất ngờ lắm. Nhưng mà sau cái cảm giác bất ngờ đó chắc có lẽ là một sự tò mò. Dạ đúng rồi, thì dạ thì từ từ em mới là lúc đó mới để ý lại chồng. Thì tụi em yêu nhau bao lâu thì lấy? 9 nhưng mà lúc mà lấy nhau rồi thì có hiểu nhau hết không? Có hiểu nhau hết không, là có vỡ mộng? Đối với em thì em không vỡ mộng, em chỉ là cảm thấy ôi sao mà mình sướng vậy, mình cưới được một chồng người chồng như vậy. Chồng em thì có đặc điểm là không cà phê, không thuốc lá, không bia, không rượu luôn, không ăn chơi, không gái gú luôn. Nên là trời sống tuyệt vời ta. Đây là một trong những cặp mà chắc có lẽ là thay đổi format của mình quá. Bây giờ đến cái dặn mặt là khen không có. Không có khen không. Coi như bây giờ là không có gì để mà chê hết. Không lẽ giờ chào kết. Nhưng mà cũng có một vài khuyết điểm nhỏ nhỏ. Kể dạ. Ví dụ như em thì em thích đọc truyện ngôn tình lắm. Em thích những cái nhân vật truyện là chỗ nó họ hoàn hảo lắm. Họ lãng mạn, họ nói chuyện nhẹ nhàng với bạn gái. Còn chồng em không có đâu. Nhờ cái gì là lấy dân thùng nước coi, tức là hay kêu em chổng không vậy đó. Nhưng mà thường là kêu chổng không vậy thì em không thích. Không có hoa mỹ trong lời anh tiếng nói. Em hay nói là em không có thấy cái thằng nam chính nào mà nó cư xử thô lỗ với nữ chính như anh hết trơn. Dễ thương quá. Cái thứ hai là gì nè, trong năm là em nhớ hết tất cả những ngày mà em được tặng quà, như là 14 tháng 2, 8 tháng 3, sinh nhật em, 20 tháng 10, Tết nữa. Mà anh này anh nói là thôi nhiều quá em ơi, anh gom chung tặng ngày để cho nó gọn. Thì là nghe là tụt hết cảm xúc luôn á. Cái thứ ba là hay mê điện thoại lắm, không có chơi game nhưng mà anh thích đọc báo nè, thích coi phim kiếm hiệp, coi phim hoạt hình nữa mới ghê chứ. Coi ghiếc mà lậm luôn á. Nhiều khi em đang ngồi kế bên anh chửi em kích bốt gì nè, xong rồi nói anh truyền nội công cho vợ đó. Em thì em không thích
giờ em thích là thay vì thời gian nó rảnh rỗi á, kiếm cô vợ ở đâu, có phụ vợ gì được thì phụ. Còn không mình chỉ cần nhẹ nhàng thôi, đi qua là kêu vớ yêu hoặc là thơm vợ ăn cái thì cũng thấy mát lòng. Chứ không được lơ em, không thích. Đó là không thích đó. Rồi đó, giờ tới chồng đi. Lúc mà quen thì thấy vợ hiền, nghe lời lắm. Nhưng mà cưới về á thì y gan nhức đầu phát biểu với anh. Hung dữ, đánh đá mà lì nữa anh, nhõng nhẽo nữa. Nói chung là nhiều thứ lắm anh ơi. Trời ơi, nhiều thứ lắm anh ơi. Bây giờ anh kể cái gì mà dạ, nhất hay giận, chẳng hạn như là nhà em làm gì đi không làm á là giận, kiếm chuyện mọi cách ăn hiếp em, rồi hay cắn em nữa chịu không nổi. Không thì chắc là em đi thương á, tương tương em lại em hung hoài tay hung cái thôi, hung đã thì em phải cạp cái như là cạp cánh đã, cạp cái mà mấy dấu găng anh tiến đủ hết trơn luôn. Rồi còn gì nữa không? Lì, nói cái gì cũng không nghe, chứ muốn cái gì là được cái đó, không bao giờ mà thay đổi ý định mình, chị mình sai, mình cứ nghĩ là mình đúng là mình đúng. Chị hỏi nè, tụi em á, thường là những cặp mà thanh mai trúc mã đó, từ nhỏ quen nhau, từ nhỏ lớn xong lấy nhau á, là thường cái thời gian đầu mà lúc mà về ở chung á là hay bị stress lắm. Tại vì tất cả mọi thứ nó thay đổi một cách mà không như mình nghĩ. Trong suốt thời gian mình chơi giống như hai người bạn, chơi với nhau rồi bắt đầu yêu nhau thì mình chuyển cái cảm xúc thôi, nhưng mà đến khi về ở với nhau mới tiếp cận cọ sát với nhau nhiều, mới nảy sinh nhiều thứ dễ bị stress lắm. Tụi em có rơi vào trường hợp đó? Cái sốc sau khi lập gia đình của em đó là em về em làm dâu miệt vườn mà, nên là làm dâu miệt vườn thì nữ công gia chánh là phải giỏi và phải đảm đang khéo léo, là mà em thì em không có năng khiếu hết đó. Trước đây là đi làm xong về nhà là dục cặp đó, thích ăn thì ăn, không thích thì đi ra ngoài, còn ngủ thì tới giờ đó mình muốn thức giờ nào thức. Còn giờ thì về làm dâu thì mình phải thức sớm hơn, nhà cửa bề bộn là phải dọn liền, chứ ngày xưa này nhà cửa cứ chị nào thích thì dọn, không thích thì thôi. Lúc đầu thì em hơi mệt cái chuyện đó, mệt mỏi như vậy, nhưng mà em nghĩ là cái lợi của em là được như thế nào, ví dụ mẹ em đảm đang, mẹ chồng em đảm đang vậy á, thì giúp em sau này là mình hoàn thiện mình hơn. Thì sau này khi mà mình có con cái này nữa thì mình nó sẽ vô nề nếp hơn. Hai em là đã có em bé chưa? Dạ chưa ạ, tụi em chỉ mới cưới nhau được khoảng 8 tháng ạ. Ôi còn không? Nhưng mà nếu 8 tháng mà em đã thích nghi được tất cả những điều đó thì em là thuộc lại nhanh nhạy đó. Cô này mà cho ra đời đi làm ăn á, là thành công á. Đó là một trong những lý do em thương nhiều. Hả? Dạ. À đó là một trong lý do mà em thương nhiều đúng không? Anh có cảm giác chồng em á chắc không bao giờ làm em giận được đâu á Lan. Tại vì cái mặt ông hề cũng chết rồi nha. Thôi đâu bằng em. Thôi hề một, ông hề hai đi. Hai vợ chồng em hay giỡn nhau lắm. Nên là anh thì anh không thể nào gọi là đem tiền bạc nhà lầu xe hơi cho em, nhưng mà hai đứa là cứ động viên nhau, cứ cố gắng tạo những niềm vui nhỏ nhỏ trong cuộc sống. Em có ý định là sẽ có con liền không? Dự định của em là sang năm, anh đầu năm sau, tại vì cũng canh làm sao mà rơi vô cái thời gian buôn bán mà nó giãn khách nhất á. Tại vì tụi em kinh doanh bên thuốc bảo vệ thực vật á, nên là chỉ có mùa lũ lên á thì người ta không có làm lúa được. Thì lúc đó rảnh á, thì mình tính đấy. Đó thấy không, chị nghĩ rằng Tú rất là may mắn là Tú có một người vợ theo chị. Đây là một cô vợ vừa đẹp vừa giỏi giang mà lại biết sống. Chị thấy là biết sống, cho nên rằng chị mong là Tú giữ cái gia đình của em, đừng bao giờ để nó có cái sức mẻ gì ha. Còn ngược lại thì như em nói đó, là em có một người chồng đáng yêu dễ thương như vậy. Thì mong là tụi em cứ như vậy hoài nha. Thôi chúc cho hai em mau chóng có tin vui để cho gia đình được vui vẻ thêm. Rồi, cảm ơn em. Con tên là Trần Hữu Đức, năm nay con 33 tuổi. Hiện tại thì con đang làm trong lĩnh vực setup phòng gym. Con sinh ra và hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Hả? Trời ơi sao con trẻ so với tuổi rất là nhiều luôn. Con cảm ơn. Quá trẻ luôn. Rồi mời con. Con xin tự giới thiệu, con tên là Nguyễn Thu Hương ạ. Năm nay con 28 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Công việc hiện tại của con đang là kinh doanh online ạ. Kinh doanh online Hương ơi, Hương nói lớn lên nha Hương. Giới thiệu làm lần nữa mà nói lớn lên nha. Ok. Con xin tự giới thiệu, con tên là Nguyễn Thu Hương ạ. Năm nay con 28 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Công việc hiện tại của con đang là kinh doanh online ạ. Hai vợ chồng nhà này á, sao mà đứa nào cũng trẻ hơn so với tuổi hết. Nói chỉ đầu năm á ha, đầu năm nói những cái lời rất là may mắn luôn. Nhìn con á là cỡ chừng 26-27 tuổi, còn bé này cỡ 23. 23 rồi đó. Thiệt mà. Nó không, mà nó măng vậy đó. Rất chính xác luôn, nhìn các bạn trẻ hơn số tuổi mà các bạn đang có hiện tại rất nhiều. Rồi bây giờ đầu năm mới thôi, bây giờ kể cho chú cô Vân với khán giả của chương trình Vợ Chồng Son, bây giờ quay ngược thời gian lại là cái thời gian mà hai con lần đầu tiên mà gặp nhau đó, và để ý nhau và ấn tượng gì về nhau, các con còn nhớ không? Để con vợ con nói trước. Lần đầu tiên gặp chồng con ở sân bay ạ. Lần đó là con ra Hà Nội có việc, thì là anh ấy hẹn đón con ở sân bay. Lần đầu tiên gặp thì thấy là anh ấy rất là hiền, ít nói nữa. Xí, cô chưa hiểu nè. Có nghĩa là tụi con đang sinh sống ở Hà Nội đúng không? Dạ. Rồi con nói là lần đó là con ra sân bay để con ra Hà Nội công tác là sao?
À, trước đó thì là con sinh sống ở trong Sài Gòn ạ. Con mới ra Hà Nội ở được 2 năm thôi ạ. À, à rồi. Vậy hả? Với lại là ảnh đón con. Dạ. Là sao? Là lúc đó là tụi con đã quen nhau rồi, rồi con hẹn anh ra đón con à hay sao? Dạ, tụi con chỉ nói chuyện với nhau qua Facebook thôi ạ. Đó, à, thì có nghĩa là phải gọi nhau. Chính xác là quen nhau trên qua Facebook. Facebook. Ừ. À. Rồi, rồi. Tiếp nè. Thì... Nhưng mà chú hỏi nè, quen nhau trên Facebook mà là trò chuyện bằng tin nhắn hay là có thấy mặt nhau ở trên Facebook chưa? Ừ, có thấy mặt nhau qua ảnh ạ. Ờ, có gọi kết bạn. Có gọi video call cho nhau không? Không ạ. Không luôn. Có nhắn tin nhưng mà anh ý nói chuyện nhạt nhẽo lắm, nhà cũng không phải là gu của con. Rồi, vậy đó mà lại cho anh đi ra đón mình. Dạ. Ở sân bay Hà Nội. Rồi con nói cái cảm giác đầu tiên khi gặp anh coi. Con thấy anh ý rất là hiền. Trông hiền và ít nói lắm ạ. Đấy là chỉ có vậy thôi ạ. Không thấy là đẹp trai, không thấy là dáng người rất là nhon các thứ này kia. Không có một cái cảm giác gì khác ngoài vấn đề là hiền thôi. Dạ, chỉ thấy thế thôi ạ. Nhưng mà hai đứa là quen nhau trên Facebook mà là được bao lâu thì con mới ra Hà Nội? Khoảng gần 1 năm đấy ạ. Gần 1 năm trời luôn. Dạ. Ồ, nhưng mà nó nghe nè. Dạ. Con hồi đó là tại sao mà con lại kết bạn với cô gái này rồi trò chuyện với cổ? Thực ra là cái giai đoạn đấy thì là con đang độc thân. Thì là con lên Facebook thì mình thấy bạn nào xinh xắn thì mình add. Đợt đấy là con add rất là nhiều, add nói thật luôn. Đi. Vâng. Ngoài cô này ra thì mấy chục cô gái xinh đẹp là trò chuyện với con lúc đó. À, thực ra lúc ấy át rất là nhiều nhưng mà để mà trò chuyện thì chắc là cũng không nhiều đâu. Cũng có vài cô thôi. Trong đó có vợ mình. Vâng, chắc rồi. Vợ mình là xinh nhất đúng không? Đến bây giờ vợ con đã xinh nhất. Có nghĩa là như vậy là có nghĩa là trong 1 năm trời tụi con nói chuyện thì cho đến lúc mà gặp nhau ở sân bay đúng không? Vâng. Thì lúc đó là còn cô nào nói chuyện Facebook với con nữa không? Đó. Hay lúc đó là chỉ còn mình vợ con thôi? Lúc đấy thì là không. Trong quá trình 1 năm đấy là mình lọc dần. Con lọc hết rồi đúng không? Và cái người cuối cùng là vợ con. Và con sẽ là cái người mà đón đưa cô ở sân bay. Vậy thì cái cảm giác đầu tiên của con khi gặp vợ con ngoài đời như thế nào? Tức là khi mà mình thoáng nghe được cái tin đấy. Tại vì thực ra là cũng chờ cơ hội đấy lâu lắm rồi. Thì mình biết là mình không nên bỏ qua. Thì trước đấy thì con cũng chuẩn bị. Ví dụ như là con đi mua hoa. Tại vì cái ấn tượng của con khi mà gặp vợ con ấy, hoặc là khi mà xem trên Facebook, xem hình ảnh thì con thấy là vợ con rất là tươi. Nhất là cái nụ cười con ấn tượng ngay từ đầu luôn. Thế là con có nhớ là con đi mua hoa hướng dương. Thì con liên tưởng đến cái nụ cười đấy. Thì hôm đấy con mua hoa xong con lên con đón vợ con. Thì khi mà gặp trực tiếp. Vâng. Lúc gặp thì sao? Lúc gặp thì sao? Lúc gặp thì thực sự là hơn là trên Facebook. Rất là tươi và lạnh lùng. Tức là cái nụ cười nhìn, lạnh lùng mà. Nhìn cái nét rất là đẹp mà đẹp cổ điển. Thầy nói chị em định nói luôn á. Đẹp cổ điển, đẹp rất là gọi là đồng hồ á. Tranh đồng hồ á. Bây giờ hỏi ngoài lề xíu nha. Dạ. Hồi đó giờ con có đi đóng phim hay là quay MV ca nhạc gì chưa? À, con không ạ. Rồi, cái gương mặt này rất là dễ vô dai luôn á. Đúng rồi, nhìn rất mặt là rất hay. Ừ, nhìn cái nét của con rất là đẹp rồi, luôn. Rồi bây giờ nè, nhìn ở ngoài còn đẹp hơn cả là trên Facebook luôn. Nhưng mà chỉ có điều là nụ cười lạnh lùng quá. Tức là mình cảm tưởng là khi mà gặp người này mình bị bắt vía luôn, tức là cảm tưởng là giống như kiểu bị thôi miên ấy. Đúng rồi, chắc chắn. Cái cảm giác luôn. Con có quên tặng hoa luôn không? À, tất nhiên là không quên là cầm tặng bó hoa hướng dương. Thấy con có suy nghĩ là tại sao bạn ấy lại không tặng hoa hồng, không tặng các loại hoa khác mà lại tặng hoa hướng dương cho mình không? Thực ra lúc đấy con cũng không nghĩ nhiều đâu ạ. Chỉ thấy là anh ấy cũng chu đáo, cũng mang hoa tặng mình nhưng mà nghĩ là hơi cầu kỳ. Tại vì là chỉ là đi đón một người bạn ở sân bay thôi thì cũng không nhất thiết phải tặng hoa. Thì thấy là anh ấy chu đáo thôi ạ. Thế rồi thực sự là lúc mà con gặp chồng con, đồng ý chồng con đi đón con như vậy là con đã có ý định là đây sẽ là cái người yêu của mình chưa? Dạ chưa ạ. Hay là có ý định gì khác? Không có ý định gì đâu ạ, chỉ là làm bạn thôi ạ. Nghĩ là mình ra Hà Nội mình cũng có ít bạn ấy ạ. Thì là muốn có một người, ví dụ anh ấy cũng nói chuyện là khi nào ra Hà Nội thì gặp anh ấy. Rồi anh ấy đưa đi chơi rồi đi đây đó ở Hà Nội. Không thế có rồi, một ý định gì hết. Dạ không thế ạ. Rồi sau đó thì sao? Sau đó thì là ảnh tiếp cận con bằng cách nào? Ảnh con cua bạn này bằng cách nào? Tính từ cái lúc mà lên sân bay đón đúng không ạ? Thì hôm đấy thì sau khi mà đưa về nhà ngoài này thì con mới hẹn đi ăn. Tại vì trước đấy con cũng tìm kỹ ở trên Facebook ấy, những cái hình ảnh quá khứ xem là cái sở thích của vợ con như thế nào. Thì con thấy là thích ăn sushi. Thế con mới đưa vợ con đi ăn ngay cái tối hôm đấy. Là cũng đi ăn đến một cái hàng sushi mà con cũng hay ăn. Tức là cái này cũng là cùng sở thích. Đấy, thì mình cũng không có lên kế hoạch gì cầu kỳ lắm đâu. Chỉ là đơn giản là đưa đi ăn rồi nói chuyện thêm thôi. Vâng. Và đêm đó đi tới mấy giờ thì chở cô ấy về khách sạn? Vợ có nhớ nhỉ? Hôm đấy thì cũng đi đến tầm 10-11 giờ thôi ạ. Cũng không có gì đặc biệt quá, không muộn quá mà. Không rồi sao? Nhưng mà nhà con có ở ngoài đó không? Nhà con có nhưng mà hiện tại thì cái nhà đó lâu không về nên là nó cũng bụi. Và nó không được tiện nghi ạ. Cho nên là con ở khách sạn. Ra khách sạn ạ. Rồi đến khi nào thì con mới thấy bạn này quá đặc biệt
và mình quyết chí là mình phải theo đuổi và coi như là nắm bắt cơ hội chứ. Làm bạn trai của em thực ra là ngay trong hôm đấy luôn. Ngay trong hôm đấy, nãy đã nói là như bị thôi miên rồi. Không thì biết rồi, nhưng mà vẫn chưa có ý định. Đúng không? Em đàn ông sao vậy? Không phải, nhiều khi em nó còn ngại, cháu nó còn ngại. Ngại cái gì? Em ơi, nhìn cái mặt này là không có ngại đâu. Đó. Tức là khi mà hổ muốn dồ mồi, hổ sẽ thu mình lại một chút xíu thôi. Sau đó là bắt con mồi đó là phải dồ thôi. Không thể nào mà bỏ qua được. Vậy hả? Vậy thì là trong cái đêm đầu tiên mà đi ăn với bạn gái đó, với bạn này đó, thì con có tấn công luôn chưa? Thực ra là không phải là tấn công, mình như là một người bạn thôi, mình bắt đầu một cách rất là từ từ. Người bạn thôi à? Bắt đầu một cách rất từ từ. Em tức là gì nè, cái câu đó của em phải hỏi cô vợ mới đúng. Còn cái bạn này là ngay từ phút đầu là đã bắt buộc là phải có ý định đeo đuổi rồi. Và đeo đuổi một cách gọi là triệt để luôn. Còn cái cách đeo đuổi thì bạn không thể nào mà bạn giống như là bạn có thể là lộ ra liền, mà bạn phải từ từ, mưa dầm thấm lâu, cái kiểu của bạn đúng có không? Có làm vậy không? Thực ra cái này con cũng muốn chia sẻ là con cũng không có kinh nghiệm nhiều trong chuyện tình trường đâu. Thế nên là khi mà gặp một người bạn mà mình cũng có vẻ là bắt đầu có tình cảm ấy, hoặc là muốn bắt đầu, thì mình không biết là phải nói chuyện như thế nào, bắt đầu từ đâu. Thế là hôm đấy con mới ngồi con tâm sự, con kể chuyện về người yêu cũ của con. Tức là đêm đó luôn. Ngay hôm đấy, tức là ăn xong mình đi uống nước lên, đưa lên Hồ Tây. Đấy, thì nói tự chuyện nhiên với nhau. Kể chuyện người yêu cũ. Tại vì mình không biết kể một cái gì khác, chẳng lẽ hai người lại ngồi im. Thì ngại quá nên là con ấy mới kể về cái câu chuyện người yêu cũ, mà cho đến bây giờ con thấy như thế là sai lầm. Nó nghe nè, lúc mà con nghe tự nhiên một cái ông mới quen ở ngoài, đúng không? Rồi giờ mới ra Hà Nội, mới đi chơi xong tự nhiên kể một câu chuyện về người yêu cũ, con thấy thì sao? Thực ra thì là con cũng hỏi, nhưng không ngờ là anh ấy lại kể nhiều như vậy ạ. Tức là cũng hỏi anh ấy, thì nghĩ là anh ấy kể một hai câu chuyện thôi, thì mình cũng đưa chuyện theo như vậy, không ngờ là anh ấy lại kể tiếp. Thế là nguyên tối hôm đấy là anh ấy chỉ kể về cô người yêu cũ thôi ạ. Được, con khó chịu không? Con không ạ, bởi vì con không có tình cảm gì với anh ấy. Thế bình thường ạ. Chưa hề có. Dạ. Thế bao lâu thì con có tình cảm với chồng con? Chắc là phải sang ngày hôm sau. Ôi trời, lâu thế. Trời ơi. Hết hồn. Trời ơi, chán ngán luôn. Chán ngán mặt mày luôn. Ngày hôm sau á thì là khách sạn phòng con họ nói là cái phòng con đang ở là có người đặt trước rồi. Họ chuyển cho con lên cái phòng to hơn. Thì cái phòng đó là có hai căn, tức là hai gian ấy, thì nó rất là rộng, mà con thì chưa bao giờ ở căn rộng như thế nên con cũng thấy sợ. Thì con có nhắn tin cho anh ấy là em ở như này thì em cảm thấy sợ. Anh ấy hôm đấy là World Cup nhờ chồng nhờ. Đúng rồi. Thì anh ấy bảo là thế thì để anh sang xem bóng đá ở đấy. Thế là tối hôm đấy hai vợ chồng cũng đi ăn. Sau đó là anh ấy về khách sạn chỗ con ấy ạ. Thì là cả đêm hôm đấy anh ấy nằm ở ngoài phòng khách thôi. Nhưng mà gần sáng con thấy là anh ấy cứ ho. Thì con mới bảo anh ấy là vào trong phòng nằm. Thực ra vào trong phòng nằm thì cũng có hai giường. Nhưng mà sau đấy thì chuyện gì đến thì cũng phải đến ạ. Là cái ngày thứ hai, là hết ngày thứ hai, rạng sáng ngày thứ ba, là chuyện gì đến cũng đến luôn. Dạ. À, vậy là nhờ World Cup. Thực ra là lúc lâu đầu quá, mối tình này lâu quá. Mới có 2 ngày rưỡi. Quá là lâu lắm. Chưa được 2 ngày rưỡi luôn. Đúng không? Nhưng mà như vậy là con đã có cảm tình với ảnh rồi. Dạ, cũng có cảm tình vì anh ấy rất là hiền ạ. Con thì con thích những người hiền bởi vì là tính con rất là mạnh mẽ. Con mạnh mẽ lắm, còn ảnh hiền cho nên là ảnh muốn gì cũng được chứ. Dạ. Có nghĩa là sau hôm đó thì hai đứa chính thức là yêu nhau đúng không? Dạ. Rồi con có tranh thủ nói với mẹ và dắt người yêu về gặp mẹ không? Có, tại vì là mình cũng đầu tiên mình cũng chưa biết là bạn ấy vợ con ra ngoài này bao nhiêu ngày. Thì mình cũng phải tranh thủ. Trước đấy thì tức là trước khi mà ra đón ở sân bay ấy, thì con cũng đã nói với mẹ con là con có người yêu rồi. Tức là bên đấy chưa đồng ý, nhưng mà mình xác định luôn, mình xác định luôn là cô này phải là người yêu, mà nếu mà tốt thì là thành vợ chồng sau này. Chú hỏi thật nha. Sức với mẹ rồi. Chú hỏi thật nha. Cái lúc mà cô ấy nói với con á, là ở khách sạn lớn quá, em ở không quen, và cô ấy gửi con lên trên ở khách sạn chung như vậy á, là trong đầu con đã có cái suy nghĩ gì đó nó xa hơn không? Thực ra là chia con có sẻ, tính trước không? Không biết là mọi người có tin không, nhưng mà lúc ấy con chỉ nghĩ là thì đằng nào hôm đấy mình cũng xem đá banh thôi, xem bóng đá thôi. Thì mình lên mình xem bình thường, không vấn đề gì cả. Với cả đúng là căn phòng đấy rộng thật, tại vì trước đấy là con đi đặt, con tìm khách sạn, con đã chạy vòng vòng con tìm khách sạn cho vợ con trước rồi. Thì một cái phòng rất là bé vừa, nhưng mà sau đấy thì khi nghe tin họ đổi lên phòng to hơn thì mình cũng thấy là mình lên mình xem bóng đá là có vấn đề gì đó. Không, nhưng mà chị tin thiệt á, tại vì cái mùa này đúng là mùa World Cup nè. Cái mùa vừa rồi á, đây là mùng 1 Tết đúng không? Vừa rồi đó chị. World Cup vừa rồi á, thực sự á là mọi người không có khái niệm ban ngày ban đêm luôn. Có nghĩa là ngay cả nhà chị cũng vậy nè. Chú với lại ông ngoại á, trời ơi, là coi như là chị thấy sáng đêm luôn, sáng đêm luôn. Rồi xong sáng thì ngủ. Ngủ lúc 5-6 giờ sáng mới ngủ đó. Đúng rồi. Tại vì mấy trận hay toàn là đá khuya không đúng à. Đúng rồi. Đúng không? Vâng. Con có thấy qua cái chuyện này rồi là con thấy không? Tính người tính không bằng trời tính.
bằng quân tính như người tính không bằng quân cấp tính mà quân cấp và nếu như con chọn được một cái phòng nhỏ hơn thì chưa chắc gì là các con lại đến với nhau nhanh như vậy. Ừ. Đúng không? Rồi sau đó là sao? Đâu, sau đó là có nói chuyện với mẹ về cô gái này rồi. Đúng có rồi. Dắt gặp mẹ hay không? À, luôn ạ, dắt luôn. Gặp là luôn trong ngày thứ ba luôn. Mẹ sao? Trong cái tuần đấy thực ra con không nhớ cụ thể là ngày thứ mấy. Mẹ 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 gặp bạn này mẹ thấy sao? Chứ cô nếu mà cô là mẹ con là cô gặp bạn này cô kết liền luôn. Kết liền luôn á. Cô phải... ơi, thực ra hoàn cảnh của con đã có một đứa con riêng ạ. Nhưng mà rồi sao rồi lúc đó là mẹ phản ứng như thế thì nào? Thì anh ấy cũng có về nói chuyện. Anh ấy nói là con cưới vợ nhé. Thì mẹ anh ấy nghĩ là anh ấy đùa. Nhưng sau đó thì anh ấy nói nghiêm túc lại thì mẹ anh ấy và nói với mẹ anh ấy về hoàn cảnh của con thì mẹ anh ấy nói là cứ dắt về đây. Thì lần đầu tiên con về thì nói chung là mẹ chồng con cũng không vui vẻ đâu ạ. Tức là bà có rất nhiều băn khoăn. Bà hỏi là thế còn liên lạc với chồng cũ không? Có con riêng như thế thì sợ là chồng cũ lại tìm đến. Thế con thì khi mà mẹ chồng con hỏi những câu như thế thì chạm đến cái tự ái của con thì con cũng rất là buồn và con chỉ muốn trực khóc thôi ạ. Thế nhưng mà mình cố kìm nén lại thì chồng con lúc đó cũng biết là con cũng sắp khóc ấy. Thì anh ấy vội vàng là nhanh chóng để đưa vợ về thì khi mà con đi ra ngoài, con đi đến ra ngoài thì con òa khóc luôn ạ. Vì là con không nghĩ là mẹ chồng con lại hỏi nhiều như thế và con rất là buồn. Nhưng mà lúc đó nhưng mà sau đó thì sao? Khi mà con đưa vợ con về rồi, con quay lại gặp mẹ đó thì là mẹ có hôm đấy thì con không về nhà. Hôm đấy con không về nhà. Con ở bên kia cạnh vợ bạn gái đúng không? Con cũng nghĩ thực ra là con cũng không suy nghĩ quá nhiều. Khi mà con đã nói về hoàn cảnh của vợ con trước khi mà con đưa vợ con về nhà thì con nói với mẹ như thế thì mình cũng đã nghĩ là dù là thế nào thì mình cũng sẽ ở bên vợ mình, ở bên người yêu mình lúc đó. Thì hôm đấy thì con thấy là cô ấy thực sự là cần một người, cần mình lúc đấy. Và con cũng hiểu cho mẹ con là mẹ con cũng lo chứ, tại vì là có một cậu con trai mà bây giờ rất là nhanh chóng như thế. Thì những cái câu hỏi mẹ con hỏi lúc đấy thì con cũng không trách gì mẹ con đâu, con cũng hiểu mà. Thì hôm đấy thì đưa về thì vợ con cũng giống như kiểu cảm xúc được đẩy lên quá thì cũng muốn đuổi con về. Nhưng mà con cố níu kéo cũng mất mấy tiếng đồng hồ đấy. Thì khi mà vợ con đã nguôi ngoai rồi thì bắt đầu là cả đêm hôm đấy ngồi nói chuyện và tâm sự nhiều hơn. Hôm đấy là cũng cả hai vợ chồng không ngủ. Có nghĩa là bản thân con là con muốn bỏ cuộc chia luôn sẻ. Đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Bởi vì con nghĩ là nếu mà mới khởi đầu mà đã gặp khó khăn như vậy, gia đình anh ấy đã không thích mình rồi thì không thể tiến xa hơn được nữa. Con nghĩ là như vậy ạ. Nhưng mà sau đêm đó rồi thì là hai vợ chồng thoải mái hơn. Dạ. Vì là có như là cũng đã hiểu nhau. Dạ. và đồng cảm với nhau đúng không? Dạ. Nhưng mà chú hỏi nè, có nghĩa là trong cái buổi sáng ngày thứ ba đó, dạ, là con đã nói cho ảnh nghe biết là con là anh mẹ đến thôi. Anh ấy có Facebook của con ạ, và con cũng không giấu giếm. Biết hết luôn. Dạ. Biết là con biết hết luôn từ trước luôn. Vâng. Bây giờ cô muốn hỏi con á, là con vượt qua cái rào cản của mẹ bằng cách nào? Đó. Thực ra là cũng không khó quá đâu, tại vì là gia đình con tôn trọng mọi cái ý kiến con thôi. Con là con một. Con có một chị gái nữa. Vâng. Thì chị cũng gặp và cho lời khuyên. Nhưng mà khuyên theo hướng là không không phải là đưa ra bắt mình lựa chọn như nào cả đâu, mà chỉ khuyên và cho mình tự lựa chọn. Đấy, và con vẫn kiên quyết từ đầu đến cuối thôi, từ đầu đến cuối nó không quá là suy nghĩ gì nhiều. Và con chấp nhận là dù mình lựa chọn như này và dù sao thế nào thì mình cũng sẽ vẫn như thế. Cũng hạnh phúc với sự lựa chọn đó đúng không? Rồi sau đó thì con thuyết phục được mẹ. Thuyết phục được ba mẹ con, bố mẹ con và chị gái con, mọi người đều ủng hộ rất là vui vẻ. Trong cái thời gian đầu á thì bố con như thế nào? Thực ra bố mẹ con là quan tâm nhiều hơn. Mẹ còn bố? Nghe nói chuyện nhiều. Bố con thì không không quá là gọi là tức là không không quá là hỏi nhiều hay là chia sẻ gì nhiều đó. Tức là giống như theo con nghĩ là mẹ mày đồng ý thì bố cũng đồng ý. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi còn bên về phía gia đình con thì sao? Phía gia đình con thì bố con rất là ủng hộ ạ. Vì bố con đã gặp anh ấy một lần rồi. Gặp ở đâu? Gặp ở ngoài Hà Nội ạ. Khi mà anh ấy đưa con ra sân bay thì sau đó anh ấy về thì trên đường về thì để trả xe thì có gặp bố con ạ. Thì bố con rất là ưng, bố con bảo thằng này được đấy. Thế con mới trêu là thế con lấy anh ấy được không? Bố con bảo là được, thằng này tao thấy được. Mặc dù là anh ấy lúc đấy là cũng có xăm hình, mặc áo ba lỗ và cũng có xăm hình, mà bố con cũng tức là ưng luôn ạ. Thế còn mẹ? Mẹ con thì nhìn thì mẹ con bảo là cẩn thận đấy.
Tao nhìn có vẻ sợ. Lúc đó có nhuộm tóc vàng gì không? Chắc có, và tức là cái phong cách của con là nó thể thao và hơi bụi phổi. Con thích đi mô tô, tập gym. Và mình thích làm gì mình muốn á, tức là trên ví dụ mình xăm hình này hay là mình nhuộm tóc thử. Tại bạn ấy là thiết kế phòng tập gym mà, đúng không? Rồi cái lần quay trở lại Hà Nội lần thứ hai thì là cái tình hình giữa mẹ của bạn ấy với con thì có cải thiện không? Chị chồng con là người đứng ở giữa để đả thông tư tưởng cho hai bên. Thì con không biết là chị chồng con nói với mẹ chồng con như thế nào, nhưng chị đã hẹn gặp riêng hai vợ chồng và phân tích là với Đức là khi mà lấy con thì con có con riêng thì sẽ gặp trở ngại như thế nào, và cũng phân tích cho con là anh Đức anh ấy có những tật xấu gì để cho hai vợ chồng có thể lường trước được. Và chị ấy cũng nói là thực ra mẹ chỉ là lo lắng như vậy thôi chứ không có ý xấu gì cả. Thì sau hôm đó thì vợ chồng con cũng hoàn toàn thoải mái, và lần thứ hai đến nhà anh ấy là lần để bàn chuyện cưới, đám cưới đấy. Nhưng mà mẹ thì có kêu về nhà không? Dạ có ạ. Hay là về nhà ở? Dạ, mẹ chồng con nói là về ở luôn đi, ở khách sạn làm gì cho tốn tiền. Nhưng mà bây giờ thì cái mối quan hệ của, tức là cái thời điểm đó đó là con có gặp được con của vợ không? Em bé lúc đó là bé trai bé gái mà được bé trai ạ. Khoảng 4 tuổi ạ. Thế là lúc đó con có gặp được cháu không? Có. Tức là con trong... đi ra mình hay là con đi với bé? Con ra một mình ạ. Còn bé thì ở đâu? Con bay trong Sài Gòn ạ, với bà ngoại ạ. Rồi sao, rồi cái mối quan hệ của hai cha con sao? Tức là thời gian đầu gặp thì tức là cậu bé này cũng khá là đặc biệt, tức là cậu ấy rất là tự lập và có những cái suy nghĩ rất là người lớn. Thế nên là khi mà thấy có một cái chú lạ đến và tặng quà chẳng hạn thì cậu bé không nhận, không, tức là từ chối và giống như kiểu tạo cho mình một cái rào cản nhá. Đấy thì con cũng hơi suy nghĩ, tức là mình hơi chạnh lòng một chút ý. Khi mà mình mua quà thì như những đứa trẻ bình thường có thể là sẽ đón nhận và thích thú khi mà được nhận quà. Đấy thì lúc đầu con cũng hơi buồn một chút. Chắc mẹ nó vậy đó. Nhưng mà bao lâu thì là hai chú cháu trở nên cải thiện được thân đó chứ? Con vào Sài Gòn cũng 1-2 tuần gì đó, cũng khá là dài. Thì sau khi mà có một hôm ấy, con buổi trưa con nằm ngủ ấy, thì con bị nắng quá. Nhưng mà con ngủ mà không biết, khi con mở mắt ra con thấy là cậu bé đang đứng kéo rèm, nhưng mà tức cái rèm nó bị bay, thế là đứng chắn luôn ở cái rèm đấy để cho đỡ bị nắng. Thế lúc ấy mình thấy là bắt đầu là mọi chuyện nó tốt lên rồi, tình cảm hơn, tức là thực sự là bây giờ con vẫn nhớ, cảm động lắm ạ. Chú nghe thấy cái điều đó chú cũng cảm động. Mà nó bé xíu bé xíu. Mới 4 tuổi ha. Vâng, một tay cầm bình sữa hút, một tay là đứng dựa vào để không cho cái rèm nó bay. Trời hay quá. Mà lúc ấy con ngủ chắc cũng gần tiếng đồng hồ. Rồi bây giờ cái mối quan hệ của hai cha con như thế nào? Bây giờ thì là con trai là yêu ba nhiều hơn mẹ. Thân với ba hơn đúng không? Đúng rồi, ba chơi với con rất là nhiều đúng không? Thế thì bây giờ cái tình cảm giữa con với bố mẹ chồng thì như thế nào? Rất tốt luôn ạ. Tức là ông bà là chăm hai cháu, chăm luôn cả ba cháu. Và coi con dâu như là con gái luôn ạ. Tức là ông bà có món gì ngon là mang sang cho con. Tức là trong tin nhắn Zalo là suốt ngày là Hương ơi, mẹ mới làm món này, con có ăn không? Mẹ có mớ rau này ngon lắm, con có ăn không? Và khi mà ông bà mang sang là rau đã được nhặt rồi, rửa sạch sẽ. Thế rồi ông bà đối với con của con á, dạ, như thế nào? Ông bà cũng rất là tốt và yêu thương cháu ạ. Thì có một lần như này, cu nó có cái ba lô bị rách ạ. Thì bố mẹ chồng con nói là phải mua cho nó một cái mới đi, nhưng con nghĩ là nó mới chỉ hơi rách thôi. Thế là hôm sau ông bà đã mua một cái mới cho nó ngay lập tức. Thế cô hỏi nè, cái gọi là lần đầu tiên á mà nó gọi con bằng bố là lúc nào? Sau bao thời gian, bao lâu con tiếp cận với nó? Thực ra là cái thời điểm mà một cậu nhóc 4 tuổi ấy, thì cái này thì chắc là để vợ con cũng chia sẻ luôn, để chồng nói trước. Lúc đấy là bé chưa phân biệt được là ba với bố. Tức là nghĩ là hai cái đấy là hai phạm trù khác nhau. Thế nên là hồi đầu thì ví dụ như con tặng quà thì bảo là bố con mua cho con rồi. Nhưng mà sau đấy thì tại vì con cưới vợ xong là con sinh sống ở trong Sài Gòn. Thì ở trong này lại gọi là ba. Đấy thì cậu bé gọi con là ba một cách hết sức là tự nhiên và bình thường, tại vì nghĩ là ba không phải là bố. Đó. Nhưng mà ý chị Vân muốn hỏi là cái lần đầu tiên mà con được cháu nó gọi mình là ba đó. Lần đầu tiên nghe cái tiếng ba nó như thế nào? Cái cảm giác của con cảm như giác thế nào? Thích lắm. Cũng khó tả. Hôm đấy thì mình cũng muốn nói chuyện nhiều hơn, để cứ thỉnh thoảng ví dụ như là mình đi đâu đấy hay là đang làm gì đấy mà gọi ba ơi hay là các thứ, cảm giác thích lắm. Mà tức là bây giờ là cháu gọi con bằng ba chứ không gọi bằng bố. Đúng rồi. Bây giờ thì cả hai em cũng gọi là ba luôn. Tức là tụi con mấy đứa rồi? Ba đứa rồi ạ. Ba đứa. Một thằng cu đó với hai đứa nhỏ. Hai em gái nữa. Hai em gái. Vâng. Wow. Vậy luôn á hả? Ủa bây giờ là hai vợ chồng đang sống ở đâu?
hiện tại là đang sống ở Hà Nội. Nhưng mà trước đây là sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Vâng ạ, đúng rồi. Từ đúng lúc không? Cưới cho đến cái thời điểm mà trước khi có dịch Covid là hai vợ chồng và gia đình là sống ở Sài Gòn. Lúc đó là có được mấy bé rồi? Lúc đấy là có thêm một bé gái nữa. Vào năm 2020. Rồi xong sau đó tại dịch quá cho nên mới về Hà Nội. Đúng rồi, được dịch căng thẳng nhất ở Sài Gòn. Rồi giờ ở ngoài luôn. Dạ. Đúng rồi. Rồi bây giờ vô đây. Ăn ngoài luôn hả con? Dạ. Rồi bây giờ vô đây rồi có mang theo ba đứa con vô ghi hình không? Dạ, mang hai đứa út ạ. Anh lớn thì phải đi học, thế nên là anh lớn. Vâng. Là ở ngoài đó với ông bà. Với ông bà nội, ông bà nội. Ồ, tức là tụi con ở chung với ông bà nội hả? Dạ không ạ, tụi con ở riêng. Ở riêng nhưng mà phải tới gửi ông bà nội. Dạ, đúng rồi ạ. Còn hai đứa nhỏ vô đây thì đi quay vậy là gửi ông bà ngoại. Dạ, vui quá. Tại hai bé là bám mẹ lắm, không thể rời một hôm nữa. Đúng rồi, hai bà nữ mà. Vâng. Coi như có nghĩa là con cũng về rồi, có nghĩa là thằng trai thì thân với ba, còn hai đứa gái thân với mẹ là quê rồi. Xong rồi. Không có đứa nào chạnh lòng hết đó, đúng không? Rồi như vậy là khi mà con quay trở lại lần thứ hai ra Hà Nội thì đến bao lâu thì các con mới đám cưới? Lần đó là tính chuyện đám cưới luôn thì sau khi xem ngày thì là vào tháng 11 ạ, con tháng. Mới đám cưới ạ. 3 tháng. Coi như từ lúc quen nhau, từ lúc gặp nhau cho đến lúc cưới thì chắc dọn dẹn có 4 tháng rồi đúng không? Đúng rồi. Thì mới tình này nó lâu dài đó. Lâu dài quá, quá trời lâu. Nó chưa tới sao? Đó, nó quá trời lâu. Nó chứ rồi hai đứa lấy nhau thì trong cuộc sống đầu tiên lúc mà về ở với nhau mọi thứ nó thuận lợi không? Hay là bắt đầu lúc đó là vì thời gian nó gấp nó nhanh á, thành ra lúc đó là bắt đầu cá tính mới bộc lộ ra, ví dụ như là anh này còn hiền nữa không? Hay là hết hiền rồi? Đó. Dạ. Con vào cái chủ đề đó luôn đi con, có thấy vui á. Đầu năm đó mình khui cái chuyện nó vui lắm á. Dạ, thực ra sau khi cưới nhau thì hai vợ chồng sống rất hạnh phúc ạ. Bởi vì là con nghĩ là như những đôi khác là phải có thời gian tìm hiểu vài năm. Nhưng mà vợ chồng con thì lấy về mới tìm hiểu. Vẫn yêu thương nhau, lúc nào cũng đi đâu cũng nắm tay nhau. Và đi ngủ lúc nào cũng phải ôm nhau ngủ. Rất là tình cảm. Cũng không có chuyện gì cô tin. Bởi vì ba đứa liên tiếp đó. Vui vẻ lắm. Hai đứa liên tiếp. Là lúc đó là ở trong đây đúng không? Đúng rồi. Rồi coi như là đến bao lâu thì có đứa đầu tiên? Sau đấy tức là cái giai đoạn đấy là cái năm đấy cưới xong là bắt đầu vợ có tin vui luôn. Có luôn đó. Mình thôi em hỏi cái đó làm gì nữa, bị lạc đề rồi. Bây giờ tiếp tục đi. Tới cái phần thật xấu đó đúng không? Đúng rồi. Đó. Có nghĩa là bây giờ biết là hạnh phúc rồi. Nhưng mà sẽ lòi ra một số cái mà mình bị bất ngờ. Ví dụ như nãy cô hỏi đó, mới đầu là ảnh rất là hiền đúng không? Thì sau khi lấy nhau về ảnh vẫn còn hiền vậy không? Hay có những cái tật gì nó lòi ra. Dạ, vẫn hiền ạ. Vẫn rất là hiền. Bây giờ vẫn hiền. Luôn hiền và yêu thương vợ. Bây giờ tôi không tin là người đàn ông này không có một cái tật gì. Thực ra có tật xấu nhưng mà nó nhỏ lắm ạ. Thì bây giờ con cứ kể. Như là chậm chạp. Làm cái việc gì cũng chậm chạp. Ví dụ đi, những cái chuyện gì mà nó cụ thể. Chuẩn bị là ra khỏi nhà thì con làm được 10 việc thì anh ấy chỉ làm xong được 1-2 việc thôi ạ. Cái đó là bị ngược đó nha. Thường là cái đó rơi vào mấy bà vợ ở đó. Mấy bà vợ bị chậm mà hay chậm. Hay bị chậm còm le lắm. Ủa con làm gì mà chậm quá vậy? Thực ra là từ bé là hay là trong quá trình mà con tiếp xúc với nhiều người ấy, thì họ nói con là điềm đạm, thế là con cứ từ từ cái tính như thế thôi. Điềm đạm chứ con sau đấy thì vợ con nói con chậm chạp thì con mới bắt đầu là có một cái suy nghĩ về cái điềm đạm của mình đúng không? Một cái điềm đạm với cả chậm chạp nó giống nhau hay không? Mà bây giờ con đã tăng được cái tốc độ lên cũng có cải thiện đấy ạ. Có không con? Tại vì vợ con luôn luôn là đốc thúc mà cứ vợ con vừa làm 1, 2, 3, 4 việc thì lại vừa quay sang để nhắc nhở con. Đúng rồi. Nhưng mà có bao giờ la con không? Có chứ, nhiều. hay mắng. Hàng ngày. Rồi chậm chạp nè. Đó. Tiếp nữa. Có không gì biết nè. Nấu ăn ạ. Không biết nấu ăn. Dạ, đúng rồi ạ. Một việc cơ bản như là cắm cơm mạnh không biết nấu đâu ạ. Cắm cơm nấu cơm điện cũng không biết làm. Dạ, đúng rồi ạ. Sao con không dạy? Cái đó nó dễ lắm mà. Dạy thì anh ấy cứ nói là anh không biết làm. Thôi vợ làm đi, anh không biết làm đâu. Rồi chăm hai đứa con gái thì là ai chăm? Chăm hai đứa thì là chủ yếu là con ạ, bởi vì con ở nhà nhiều. Anh ấy phải đi làm đến khoảng 5-6 giờ tối mới về ạ. Như vậy là trốn việc nhà nha, chứ không phải là không biết làm đâu. Biết đó nhưng mà trốn việc, cho nên mới nói là thôi, vợ làm đi anh không làm. Không phải, chắc nhiều khi sợ làm nó hư đúng không? Tức là đấy, cái suy nghĩ của con là như vậy. Với cả một phần là vì là có chị gái, thế nên là từ hồi xưa thì mẹ thường là cho chị gái làm hết. Vừa làm mẹ làm vừa là chị làm, thành ra là con không có gì để làm. Và trước khi mà hai vợ chồng đến với nhau chị cũng có gặp và nói cái vấn đề đấy rồi. Và vợ chấp nhận rồi đúng không? Chấp nhận rồi. Con ỷ y cái điều đó cho nên là thôi kệ, cứ nương theo vậy luôn á. Trốn việc đó con. Trốn việc. Không biết ăn chậm chạp. Trốn việc. Ở nhà có lau nhà, quét dọn nhà cửa không? Có lau nhà, con thể giao việc đấy ạ. Gỡ lại. Đúng chưa? Hả? Bởi vì bây giờ là không có chăm con gái cho nên con gái là chỉ có theo mẹ thôi là đúng rồi. Đúng không? Rồi còn tật xấu gì nữa không? Thực ra chỉ có thế thôi ạ. Hồi nãy có nói là cái gì đó, ảnh tự nhận ảnh là sai lầm khi kể cho con nghe cái ngày đầu tiên mà gặp nhau mà nói về người yêu cũ á. Dạ. Sai lầm đó là cái gì?
thì là anh ấy kể nhiều quá nên là thỉnh thoảng con hay lôi ra để con nhắc lại. Như vậy là tật xấu là cô này. Ồ. Đúng không con? Đúng đúng đúng, đúng, đúng không? Nếu vậy thì con chín luôn đi con, chín luôn cái vụ đó đi con. Làm sao nè? Tức là chắc là cũng vợ con là nhớ rất dai những cái chuyện cũ như thế. Tức là từ rất lâu rồi, từ rất lâu rồi cũng có dịp là lại lôi ra để nói để chết rồi. Làm cho cái tâm lý của chồng bị bất ổn. Hay nói những cái chuyện cũ. Cái một chuyện cũ chứ mày nhũng nữa. Đúng không? Cái chuyện mà người yêu cũ đó mà lại nhớ từng ly từng tí những cái tiểu tiết mà hôm ấy anh ấy lỡ đà anh kể nhiều quá. Đúng rồi. Hay hôm để kể ngồi uống nước với nhau mà mấy tiếng đồng hồ thế mà kể không còn một cái gì. Bây giờ là nhớ nhớ không quên một chi tiết. Đúng rồi, ghi bộ nhớ hết. Rồi như vậy là cái có thể con quên rồi nhưng vợ con lại nhớ dai. Tật đó là sao ta? Nhai đi nhai lại gọi là mình sẽ đưa vào một cái gọi là nhai đi nhai lại chuyện cũ. Đúng không? Thù dai. Đúng rồi. Đó. Nếu mà thù dai vậy thì có khi nào là thấy coi trong danh bạ điện thoại thấy ai mà có tên trùng với tên người yêu cũ là xóa không? Có luôn. Có hồi chứ. Mới cưới nhau à, tức là hồi đấy thực ra là nhận yêu nhau rồi thì bắt đầu vào Facebook của con những ai tên như thế xóa hết. Không, phải xóa không, chứ không, tại không vì mình đâu ai. Có biết cái người đó là ai đúng không con? Hãy cứ tên mà vậy là phải có cái sự nghi ngờ là liên lạc với bồ cũ, delete liền. Diệt cỏ diệt tận gốc. Chứ sao? Trời. Có đó cô đồng quan điểm với con. Bây giờ còn không? Bây giờ ấy ạ. Bây giờ thì nếu mà ai như thế thì cũng phá, với cả con cũng biết rồi thì con cũng hạn chế không tiếp xúc với những ai tên như thế nữa. Rồi những cái gì liên quan đến người yêu cũ là cô kêu dẹp hết luôn. Ví dụ. Chứ sao? Thực ra là ví dụ như là nếu mà mình đi chơi những địa điểm nào thì hạn chế là không đi qua đấy, không đưa vợ đến. Không đến những cái điểm mà mình đã từng đi qua với cô ấy đúng không? Đúng rồi. Delete luôn. Hay là ngay cả món đồ nó liên quan cao đó. Điểm đấy, món đồ ấy, tức ý con là hồi đấy là con rất thích mô tô. Những cái xe nó giống như là một cái mà mình yêu thích, mình rất là yêu quý nó. Thì khi mà bắt đầu yêu nhau là ngay lập tức vợ con đăng bài bán luôn. Rồi cô đồng quan điểm luôn. Bán luôn. Đồng quan điểm luôn. Vì là người yêu cũ đã ngồi trên yên rồi. Đúng rồi, những cái hình ảnh nó gợi nhớ khó chịu lắm. Tôi không muốn ngồi lên cái yên của người yêu cũ. Chính xác, cô đồng ý quan điểm như vậy là không phải tật xấu mà tật đúng em ơi. Rồi, tật rồi bây giờ đúng. Có tật xấu nào nữa không? Tật xấu à? Chỉ có một cái tật xấu là nhắc lại cái thù dai, cũ. Thù dai thôi. Thù dai. Thế là công nhận. Đó. Có một cái nữa là cũng rất là lớn đấy. Cái gì? Là, tức là tính cách vợ con hơi cảm xúc, tức là nhiều khi thay đổi như thời tiết. Và ví dụ như là đang bực một cái gì đấy thì ai đang đứng xung quanh gần là có thể là giống như giận cá chém thớt. Ôi trời ơi. Đấy. Thì giận có thể, cá chém thớt có rồi. Khi nào mà giận con mà la mấy đứa nhỏ không? Thường xuyên. Thế nên là cái đấy là tật xấu. Nhỏ dính. Cái đấy là tật xấu. Hoặc là giận một ai đấy chẳng hạn, hoặc là vì một yếu tố nào đấy đang không vui chẳng hạn. Ví dụ như là vợ con đang không vui, con không biết con đi làm về là chào vợ rồi con ra con hôn vợ con chẳng hạn là con chàng máu con bị dính té tát. Ừ. Như thế. Tự nhiên bị giang miệng. Hồi đầu thì con không quen, bây giờ thì con quen rồi. Bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì đây? Thì tức là hơi tiết chế lại cảm xúc một chút. Và nhận với con thì không quan trọng đâu. Với các con ấy, mấy đứa nhỏ thì nhiều khi muốn là mẹ ơi con được điểm 10 chẳng hạn. Ra chỗ khác là thứ lại mắng nó thì ảnh hưởng đến tâm lý. Cục hưng. Đúng rồi. Nhưng mà anh không nghĩ là em cái cơn giận dữ của em lên nó như thế nào? Tại vì anh nhìn cái ngoại hình của em á, anh thấy em rất là thùy mị và rất là sao hiền. Đang từ chú mà chuyển qua anh vậy? Lộn. Từ chú á, chú thấy con rất là hiền thục, dịu dàng. Thì những lúc mà tức cơn của vợ con thì nó như thế nào? Nói chung là khủng khiếp. Trời. Vậy luôn á hả? Tức là cái cảm giác đấy là làm cho con thấy là cái lần đầu gặp ở sân bay là đúng. Tức là con bị áp vía luôn. Và ví dụ như bây giờ chẳng hạn thì là nhiều khi con bảo là nhá, mấy đứa mẹ đang tức là đang bực đấy, đang không vui đấy, cẩn thận giữ khoảng cách nhá. Tốt nhất là vào phòng đi học bài đi. Rồi là bây giờ thì có đi xuống với ba không, ba đi mua đồ đấy, có đi cùng không đấy, để tránh để ví dụ khi nào mà thấy có tín hiệu vui là bắt đầu lại quây quần lại vào vui vẻ. Tức là bây giờ cái giác quan thứ 6 của con là bắt đầu phát triển hoạt động cực mạnh đúng không? Cái cảm giác tốt hơn rồi. Rồi như vậy là con chỉ mong muốn vợ con á là điều tiết được cảm xúc của mình đúng không? Đúng nhất là với nhất là với các cháu thiếu niên nhi đồng đang đúng. Sống trong ngôi nhà của mình. Rồi cái chuyện mà nhớ dai kia có muốn bỏ luôn không? Thực ra thì cái đấy thì đến thời điểm này là cưới nhau cũng 5 năm rồi thì cũng tần suất xuất hiện cũng ít đi rồi. Thế nên là chắc là về sau này nữa thì vợ con sẽ quên thôi. Quên rồi. Thôi quên thôi chứ còn xóa, bà xóa hết dấu vết rồi, còn đâu đây nhớ. Nhưng mà tuổi trên Facebook cũng không còn, xe mô tô cũng không còn, các địa điểm mà con đã từng đi qua là không được đặt chân tới thì làm sao đúng mà nhớ được. Đợt đó là quyết định là vào Sài Gòn sống là cũng là vì thế để tránh đụng mặt ngoài Hà Nội. Ví dụ như thế. Rồi còn bây giờ con mong muốn chồng con thay đổi điều gì? Con mong muốn là anh ấy biết nấu ăn ạ. Anh ấy sẽ học nấu ăn ạ. Chia sẻ với con đúng không? Đúng rồi ạ. Con chỉ mong như vậy thôi. Đợt này là con cũng đang cố gắng ấy. Tại vì là con tập gym, con có chế độ riêng. Thì trước thì vợ con phải nấu cho con, bây giờ con tự nấu cho con được rồi. Vậy được rồi. Vậy là ok rồi. Bắt đầu một tháng này con chia sẻ thật là như thế. Ok, giờ chị Một có điều gì muốn chia sẻ với hai vợ chồng không?
À, sau đó là tới em có một món quà bí mật tặng cho hai vợ chồng. Ồ, oh, vậy đó hả? Em cũng làm cho chị bất ngờ nhiều cái. Bây giờ chị quá một đi. Chị một trước đi. Trời ơi, chú Bin cũng là một kho tàng á, cần phải khám phá đó. Lâu lâu làm những cái điều mà mình cũng không ngờ được. Những cái lời chúc nha, những cái lời chúc cho các cặp đôi á, thường là chú Bin mà chúc á là dính bầu, không biết tại sao vậy luôn. Những cái cặp hiếm muộn á, thôi được rồi, tụi nó đủ rồi. Đây một đứa con trai đang. Thôi, đứa cần đứa con trai nữa không? Thôi, tụi nó đủ rồi. Đủ rồi, đã có nếp có tẻ đầy đủ cả rồi, không cần nữa nha. Tại đầu năm em chúc cái đi hơn. Thôi đừng. Đầu năm á, thực ra đầu năm mới này á thì cô cũng không có cái gì mà cần phải là khuyên tụi con nhiều, là bởi vì cô hiểu được là vợ con nhìn rất là, cô không biết cái cơn giận cỡ nào, nhưng mà nhìn con á là cái người phụ nữ mà con đủ thông minh, đủ bản lĩnh để con có thể quán xuyến được cái gia đình nhỏ của mình. Tuy nhiên á thì con lưu ý một chút đến cái mong muốn của chồng con, đó là tiết chế về cảm xúc một chút xíu. À, đúng không? Để tránh cái chuyện là giống như là mình giận cá chém thớt, đúng không? Tại vì sau đây thì cái việc mà con mong muốn nhất là chồng con đã làm được phân nửa rồi. Có nghĩa là đã biết tự nấu nướng cho bản thân rồi. Sau đây sẽ là nấu nướng cho vợ và con mình ăn đó, nữa, đúng không? Đúng không? Cho nên là cô chỉ chúc tụi con á là hạnh phúc và hạnh phúc. Dạ. Và thật ra đó thì là ngày đầu năm thì chúng ta nên nói những gì nó yêu thương, những gì nó tốt đẹp, những gì tươi sáng để cho một năm cho nó vận với những điều mà chúng ta mong muốn. Vâng. À, thật sự là trước tiên là chú chúc mừng con. Dạ. Chúc mừng con đã đúng tìm được một người chồng tuyệt vời, một người cha cho đứa con của mình cũng rất là hoàn hảo ha. Thì bên cạnh đó thì hôm nay chú cũng có một món quà đặc biệt là gửi tặng cho con. Chị đó chính là nha. Không phải. Đó chính là một lá thơ. Một lá thơ của ba chồng con viết cho con. Con có muốn biết không? Không con, có con có muốn nghe không? Không có. Trời có chứ. À. Chị cũng muốn nghe nữa nè. Đây ha. Đây là những lời tâm sự của ba chồng của con gửi đến con nha. Trời ơi. Gửi đến dâu của ba đó hả? Đúng rồi. Chú tại vì chú là người miền Tây. Dạ. Ba con, bố con thì là người miền Bắc. Cho nên xin phép chú được đọc bằng cái giọng của miền Tây nha. Trời dài nha con, dài nha. Rất là tình cảm nha. Con Thu Hương thương yêu, con đã làm con của bố mẹ được 4 năm. Quãng thời gian ấy đủ để con cảm nhận được tình thương yêu mà các thành viên trong gia đình ta đã dành cho nhau. Bố mẹ thương các con, quý các cháu thế nào thì con cũng đã biết. Bố mẹ không phân biệt trai, gái, dâu, rể, mà coi dâu hiền là gái, rể hiền là trai. Như quan niệm của ông bà, bố mẹ cũng yêu quý các cháu như nhau, không phân biệt cháu nội hay cháu ngoại. Thời gian hai con chung sống với nhau mới chỉ bằng 1/10 cuộc đời hôn nhân của bố mẹ. Quãng đường phía trước của các con còn dài. Bố mẹ mong các con cứ duy trì tình yêu thương, tôn trọng nhau đến tận cuối đời. Bố đã đọc được một câu: nếu chúng ta muốn duy trì cuộc sống chung, nếu chúng ta muốn duy trì cuộc sống chung dài lâu, chúng ta phải học cách hy sinh và tha thứ. Bố muốn con hãy cùng mẹ xóa đi những quan niệm cũ về nàng dâu mẹ chồng. Hãy vừa tôn trọng mẹ, vừa coi mẹ là người bạn tâm giao, để con có thể chia sẻ những buồn vui. Tất nhiên, khoảng cách thế hệ đôi khi cũng gây ra những bất đồng nho nhỏ. Lúc đó con hãy cởi mở và lắng nghe, bởi vì người đi trước ít nhiều cũng có nhiều kinh nghiệm. Bố mẹ chúc các con sức khỏe, thành công, hạnh phúc trong cuộc sống. Nhân đây, con hãy chuyển lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất của bố mẹ đến những người làm chương trình, đã cho bố mẹ có cơ hội chia sẻ cùng con vào dịp đầu năm mới này. Trời ơi, bố tuyệt vời quá. Con có một cái lời gì với bố đi. Con nhìn vô cái máy này nè, con nói cho bố với mẹ nghe đi con. Bố mẹ ơi, con cũng không biết nói gì nữa. Con rất là cảm ơn bố mẹ đã bao dung và thông cảm cho hoàn cảnh của con, luôn yêu thương con như là con gái á. Con cũng rất là yêu thương bố và mẹ. Con cảm ơn bố mẹ đã luôn yêu thương con ạ. Con có muốn nói con gì trai, với bố? Con trai nói gì với bố? Chú đây còn rất là cảm xúc. Thực ra là bố con là người tình cảm. Con cũng tầm khi mà con cưới vợ ấy, thì mọi cái con thấy là bố mẹ con cũng làm và tức là cũng giúp hàn gắn, hay là dù trong hôn nhân vợ chồng như nào thì bố mẹ con luôn đứng ra để đưa lời khuyên và hàn gắn. Và trong quá trình bọn con về sống chung ấy thì bố mẹ con hỗ trợ rất là nhiều.
cũng đã giúp đỡ hai vợ chồng rất là nhiều. Con muốn cảm ơn bố mẹ. Rồi, rồi chú xin gửi cái lá thư này của bố con gửi cho con nha. Con cảm ơn chú ạ. Rồi xin chúc hai vợ chồng nha sẽ luôn yêu thương nhau. Mình cũng liệm đi luôn á, bởi vì á, em biết không, những người đàn ông á, mà đặc biệt nha, đàn ông miền Bắc á ngộ lắm thực sự á. Con thấy không, mới đầu khi con đưa vợ về á thì con nghĩ là bố bàng quan đúng không, chỉ có mẹ là người là cái là để ý đến từng chi tiết, nhưng mà thực sự không phải vậy đâu. Tức là ông đứng ở ngoài, ông quan sát mọi thứ, và ông sẽ là người á đứng ra để mà giống như người ta nói cám két tất cả những cái gì mà những cái lỗ dò mà nó có, nếu có thì ông sẽ là người làm điều đó. Tức là những người đàn ông miền Bắc nó ngộ lắm. Có một cái đó, tại vì bố chị cũng như vậy, thành ra chị rất là nghe cái bức thư này thì cô muốn khóc theo luôn á, thương quá. Thôi chúc mừng hai vợ chồng nha, hai vợ chồng đã tìm được một hạnh phúc gần như là tuyệt đối và hoàn hảo.